Em chào các bác nhé. Dạ em Lâm đây. Hôm nay gần hết đai kim ở phòng 56 con máy to nữa. Thì em quay qua để cửa hàng nhé. Các bác yên tâm là ở nhà em Lâm lúc nào cũng sẵn điều hòa phục vụ các bác. Một dạng ở nhà luôn. Đấy, camera quay qua đấy. Hết là em là cho máy ra. Thì nhà em thì vẫn đầy đủ các mặt hàng như lồn cơm, bếp ga, tủ lạnh. Rồi tất cả tật các thứ đồ. Thì nhà em đầy đủ tất cả mặt hàng nhé. Thì để quay vào máy, để giới thiệu về máy cho các bác thì em Lâm xin giới thiệu về qua lại cửa hàng em trước để các bác cùng mới xem video là đã xem video em rồi thì có thể được biết kênh nhà em, và bác nào chưa ưng chức này ưng chức sau thì có thể đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên, em lên video thì các bác vào xem ưng thì mình chung kết mình mua. Thì em giới thiệu qua lại cửa hàng nhà em. Cửa hàng nhà em là Thanh Lâm Gia Ban Shop, hiện tại em đang bán và sinh sống tại Cầu Giàn, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Số điện thoại của nhà em là gồm hai số. Số trên là 0377996066. Số dưới là 0975360433. Còn cái số dài ở đây em là tài khoản ngân hàng nhà em. Và tên chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thanh. Tên ngân hàng thủ hưởng là Vietcombank. Và để không làm mất thời gian con nữa, hiện tại em đang giới thiệu bác là một con Panasonic. Má của nó là, camera quay vào đây để quay má của nó. Mã của nó là CS630CX2. Thì hiện tại em đang sở hữu con này là máy 24.000 BTU. Thì con này thì cực kỳ trắng trẻo, không sơn xi gì. Em cam kết là máy 100% là trắng trẻo nguyên bản, không đánh một hạt sơn nào. Duy nhất là em có phủ bóng lên để làm sao để nó đạt độ bóng cao và độ trắng lâu dài cho các bác. Khi mà bọn em phủ bóng này vào thì các bác yên tâm là dùng khoảng tầm 5-6 năm thì không sợ nó xuống màu. Vì đây là trắng nguyên bản mà, em chỉ phủ bóng vào thôi để cho nó bền luôn, không sơn chi thì chỉ phủ bóng thôi. Máy thì cực kỳ sắc nét. Tham gia qua đây tại sao em bỏ con máy này của em hầu như là hàng nước. Các bác để ý được hai cái đầu ti đực và đầu ti 12 này thì dĩ nhiên là khi cái máy nó chạy nhiều, lạnh nhiều, dùng lâu thì bắt buộc cái này nó sẽ ngả màu thành màu tối màu đi, nhưng đây nó vẫn còn nguyên màu vàng, vẫn nguyên màu sáng vàng, tức là con này nó đang rất là mới dùng rất ít. Đặc biệt cái co đồng đằng sau này nó còn rất mới. Đây là nó bị gấy. Thì do vận chuyển thì người ta bẻ đi nó gấy. Nhưng các bác nhìn này, những cái đầu khớp lối gen set này ra ngoài để hạn chế gập ống. Thì vì dùng đầu to nó sẽ có cái này. Thì các bác để ý là còn chưa han này. Tức có nghĩa là con máy này rất ít dùng. Đặc biệt những cái đằng sau này rất đẹp. Da tản nhiệt đằng sau đây như mới luôn. Và em đã bỏ lắp đồng ra. Tại sao em bỏ lắp đồng để bác biết là con này là cục lóng zin. Đây, má cục lóng đây. Đây là quay má đây. Má của nó là CU. Má CU đầu tiên là tức là má của cục lóng này. Đít của nó đít dây số này 630CX2. Trùng với trên là 630CX2. Đấy tức là má cục lóng và má mà mạnh trùng khớp nhau, không lệch. Và đặc biệt là ở nhà em là khiển zin đi theo máy. Khiển zin. Thì em nói với các bác là chơi một con máy VIP thì phải dùng một cái khiển VIP đi theo máy. Khiển này không phải là khiển tàu, cũng không phải là khiển nhái. Trị giá của chiếc khiển này là 800.000 đồng. Đấy, 800.000 đồng các bác mua được chiếc khiển, nhưng mà chưa chắc các bác mua được khiển zin đâu. Còn đây là khiển zin đi theo máy luôn, nó đầy đủ các tính năng. Đây là bật lạnh, hút ẩm và bật nóng, tự động tăng giảm số, tắt. Bật Eco Davi, tiết kiệm điện. Eco là tiết kiệm điện, Lalo là nó phóng ra các hạt Lalo để nó khử khuẩn và diệt khuẩn. Ở trong này thì các cái phím điều hướng như là quạt gió lên xuống vấy và vấy thấp vấy cao. Đấy, đầy đủ luôn. Đây là vấy thấp vấy cao này, gió trái gió phải này. Đây đầy đủ các tính năng. Còn đây là cái camera này, đây là cái cảm biến thân nhiệt này. Đấy, tức là phải dùng khiển zin này thì là nó mới ăn được chức năng. Còn nút dưới là nút auto dọn dàng. Đây là các phím hẹn giờ và điều hướng này thì bác nào dùng thì về nhà mình dùng cài giờ ở đây. Và tính lượng điện tiêu thụ của một con máy thì tính ở dưới là phím dưới này, thì nó tính lượng điện tiêu thụ của con máy này một tháng hết bao nhiêu số và một lần dùng hết bao nhiêu tiền điện. Và con này nó có cài ngày, cài tháng, cài giờ cho các bác luôn. Đấy, rất là tiện. Cài ngày, cài tháng, cài giờ cho các bác ở đây luôn. Nó đầy đủ các phím điều hướng. Đấy, dùng hết bao nhiêu lượng điện tiêu thụ bao nhiêu và cài giờ. Thì các bạn em sẽ hướng dẫn các bạn nào mua máy sau, vì em chỉ giới thiệu qua về máy, tính năng của máy và
đầy đủ, tức là con này của em là đầy đủ hết, bản tôn này, kiển gì này, con này thì phun chức năng rồi, máy cực kỳ mới, nước bắt đầu chảy đây, em chưa cắm bông nước, đây giờ cắm bông nước vào. Em mới bật máy từ lúc quay video giờ là em mới bật có chưa đầy 5 phút. Nước chảy tong tong, nước chảy tong tong luôn, quạt gió rất là êm. Em đang bật mắc sai quạt, em đang bật mắc sai quạt. Đấy, camera quay gần trong một lại thì các bác nghe độ êm của nó. Đấy, hầu như các bác không nghe tiếng kêu luôn. Còn đặc biệt đây cũng lắm đấy, các bác chỉ nghe tiếng quạt chạy thôi. Dàn nóng là dàn kép, cục nóng cao, zin đi theo máy không phải lai. Đấy, lên đầu to các bác để ý, lên đầu to là phải là cục nóng cao đấy, không phải là cục nóng thấp. Trước này của em thì nguyên bản hết rồi, không có gì để có chê trách rồi, bao zin từ A đến Z cho các bác. Máy này máy 24.000 thì 24.000 như con máy này nó lắp cho phòng từ tầm 35m2 trở xuống, bởi vì dòng ba la này thì nó chạy không được khỏe như đa kim. Thì em nên khuyến cáo các bác là lắp phòng từ 30-40m2 trở xuống thôi, dùng cho phòng cỡ to, phòng khách cỡ trung và phòng bếp thì rất là hợp lý luôn. Và chiếc này hiện tại em đang chào bán tại nhà em là 13 triệu. 13 triệu gồm gì? Đó gồm phun đồ, tức là kén zin nào, bản tôn zin, đồ đạc zin. Đấy, mạch nước em bỏ nắp rồi để quay cho các bác là tất cả là con này sắc nhất nguyên thành luôn. Mà em bán có 13 triệu. 13 triệu là trong gồm đó đã có bảo hành bác 6 tháng đầy đủ, kén bán tôn zin đi theo máy. Bác nào lấy phụ kiện thì mất thêm 500 ngàn nữa, thì là full phụ kiện luôn. Thì những cái giá thành bây giờ bọn em bán thì hầu như là bán rất là rẻ, bán thì là để thu tiền luôn, chứ không còn là lãi suất cao nữa. Đấy, bác nào ung trước này thì có thể alo cho em, giờ em mới cắm nước với nước tràn cực kỳ đẹp. Giá thì em đã báo rồi, bảo hành quá 6 tháng. Đấy, bác nào ung thì có thể alo trực tiếp cho em, máy đầu to. Con này thì siêu vip rồi, hiện tại đến giờ phút này thì chưa một con điều hòa nào ăn của nó kể về chức năng. Bởi vì nếu như dòng ba la thì lên đến đời tên lửa rồi, thì tên lửa kia thì nó không có camera, mà nó chỉ có những cái cảm biến thân nhiệt thôi, nó không được công nghệ cao cấp như con tay, như con mắt lát này. Mắt lát thì bác nào chơi rồi thì hiểu rồi, thì em không cần phải giải thích nữa. Bác nào mới chơi thì mình có thể check nó trên mạng để mình tham khảo chiếc máy này và chất lượng như chiếc máy này đem lại cho mình. Đấy, em báo giá lại một lần nữa các bác nghe để các bác hiểu là 13 triệu là gồm có kiện zin, đồ đạc zin đi theo máy rồi. Còn bác nào mà không muốn mua bảo hành thì em sẽ trừ cho 500 ngàn. Đấy, tùy các bác. Đấy, đi ra hơi già vì máy thì nó cũng sắc nét rồi, không có gì để chê trách cả. Thì em chỉ quay qua máy cho các bác thôi và giới thiệu qua về chức năng của nó cũng như là độ chất, độ chắc của con máy này. Đấy, thì em xin kết thúc video ở đây. Hẹn các bác ở một video sau. Chào các bác.